Chào tất cả các anh em. Từ Siêu đang có mặt tại biển Tuy Phong, Bình Thuận. Thì nơi đây ghe neo đậu rất là nhiều. Thì mời anh em xem ha, để coi toàn cảnh như thế nào. Hãy chờ xem nữa nha anh em. Mình đang đứng dưới bãi biển nha. Đó. Ghe ở Chí Công lên đây đậu khá là nhiều. Ghe cầu sim nhiều lắm. Nghe nói là Tết là đậu là bích luôn. Bên đó nè, tùm lum hết trơn á. Ghe lưới vây có, mành chụp có, cào sim có, thúng có. Bên đây là thúng nè, đó mà này đang kéo thúng lên nha. Đẩy thúng lên. Tháng 11 á là đậu nhiều lắm. Cái này là mới gần nửa tháng 10 ha. Mình thấy mấy anh này đang làm gì đây? Hồi nãy mình nghe nói là đem mấy canh dầu lên nha, đem ra ghe để chạy ha. Thì biển một can là 30 lít. Thì mỗi vùng mỗi khác nha anh em, không có vùng nào giống vùng nào hết trơn á, mỗi người đều có cách làm khác nhau hết á. Nó giờ đem ra ghe nè, rồi từ cái ghe nhỏ đó, đó vỏ nhỏ đó, đó chở cái ghe lớn ha, tại vì ghe chạy vô không có được, rồi cây dầu không có giống ở miền Tây của mình nữa ha, không có giống ở Kiên Giang. Cào sim nè, ui tùm lum chứ, 2 mét mấy có, 3 mét mấy có, 4 mét mấy có, nhiều lắm. Pha súc nè, đây pha súc của cà ná đây. Đó. Pha súc Ninh Thuận đó. Lưới bao lưới vây đó ha, lưới rút đó. Mấy cái tên gọi đó là chung hết. Lưới mùng nữa. Mình thấy mấy anh này đang chèo thúng đi vô nha, từ ghe ở ngoài đó đi vô, tại vì ghe vô không được đó cho nên phải dùng thúng chèo ha. Đi được nhiều nơi, thấy được nhiều cái hay ha, mỗi vùng miền đều có khác nhau. Anh em cứ một lần trải nghiệm giống mình á thì sẽ thấy đặc biệt lắm. Tùm lum hết trơn rồi. Đó, ghe cào chiếc có, ghe giả cào có, giả cào đôi á, nhiều lắm. Đó, chiếc kia thì đang chạy ra đó. Đây cặp cào đôi đây. Đó. Rồi mấy anh này chắc cân đồ xong rồi ha, cân đồ cho nậu xong rồi, giờ đem kết cái gì lên nè. Lấy dầu lấy gì rồi ha. Con cá rồi đó. Gà ốc nè, cái này gà ốc nha anh em. Gà lưới, giả cào bên đó. Khá là đông. Bình Thuận. Tên gì hiếu gì đó mình không biết á. Cái ghe đó che bị mất rồi. Rồi ghe Bình Định nha. Lưới rút lưới bao Bình Định đó. Đây pha súc đây. Ồ, pha súc Bình Thuận. Dán nó dán cà ná đây nè.
rồi, bây giờ mấy anh này sẽ đi ra ngoài ghe nha, vận chuyển dầu nè. Đó, chỉ có một chiếc nữa kìa, quả gió anh em ơi. Đang chạy về Long Hải nha anh em. Rồi, bên đây có một chiếc nè. Thấy sóng thấy thương không? Quá trời. Hay thiệt chứ. Vậy thì clip mình đến đây kết thúc nha. Mình quay sơ lược cho anh em xem nha. Nơi đây là Tuy Phong, Bình Thuận. Rồi, bye bye anh em. Hẹn gặp lại clip sau. Tiếp theo sẽ đến Cà Ná,